Xin chào ông bà cô chú. Liam. Xin chào ông bà cô chú. Lúc đi không đăng, lúc về tơi tả rồi. Xin chào. Xin chào tất cả mọi người nha. Giờ bây giờ mấy mẹ con Linh đang ở sân bay để đón ông xã Linh về. Thì ông xã Linh đang mới vừa hạ cánh máy bay rồi, bây giờ đang chờ lấy giỏ sách ra, lấy hành lý ra là Linh chạy vô sân bay Linh rước, đang đậu ông ba bên mé ngoài á. Hồi sáng giờ đi chợ đi đủ thứ chỗ luôn mà muốn quay video. Tại vì đi mệt á, tại vì đi thứ nhất là tụi nhỏ nắng quá. Rồi tụi nó cứ ngồi xe rồi Linh đi vô trong shop Linh mua, mà Linh mua một xe luôn, ở ngoài đó là một xe luôn. Vừa đi chợ châu Á, đi hai cái shop châu Á rồi đi vô Costco nó mua quá trời đồ luôn rồi chắc đầy xe luôn. Đó, cho nên là không có quay video. Rồi bây giờ là đang đứng ở ngoài, đứa ông xã đang ngồi đây buồn buồn chờ chờ, nó lấy cái điện thoại ra quay video. Nói trời ơi còn quá trời video chưa có đăng được mà ngồi không có thời mà quay rồi không có thời gian chỉnh sửa đăng nữa. Thôi kệ, có được cái video nào hay cái video đấy. Bây giờ ông xã Linh đang lấy hành lý ra, nó kêu 5 phút nó chạy vô. Quay sơ cho mọi người xem cho vui. Sophie, có bữa Sophie nó không chịu đi rước ba nó luôn là biết nó chán. Hello, xin chào, tới rồi đây. Come on, I want a kiss. Ôi. Đáp vô. I can smell it. Beer. Đây, anh xã đi rước. Tới rồi đây. Ôi. Sophie có xích đeo cho ngoại đó đó. Get that food. Mà ngoại chuyển chỗ ra sao nè. You dry on me. You put the bag down how I see. Too high. Push it lower. Đây giờ bây giờ ba của Sophia dạy Sophia cách cách đứng bằng đầu. Giỏi. Giỏi. Sophia doing lolling. Well, the other day you can stand on it. Lá gãy cái cổ thôi bà. Cũng dữ à. Cái cổ cũng cứng dữ. Hello, Sophia, you then? Pull ups in the heart. You have many chin ups, you have to pull up. Cả nhà đang ta cách tập thể dục. Nãy giờ Linh tập vừa hít đất mà hít không được. Sophia với Y Thành với ông xã Linh hít được mà Linh chưa hít được. This way, shoulder one. And full stretch. Up again, full stretch. Say something. Hello. Say something. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Rồi, what are you doing now? Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì cũng như thường lệ năm nay cả nhà Linh gắn cây thông Noel lên rất rất là trễ luôn, gần tới Noel, cận Noel tới nơi luôn rồi. Do bận quá cho nên là hôm nay mới gắn Noel, gắn cây thông lên. Mà bây giờ là 9 giờ tối rồi nè mới gắn cây thông Noel lên. Năm nay gắn Noel rất là trễ luôn, gắn cây thông này lên rất là trễ, gần tới ngày sát bên đích luôn là tới Noel rồi mà hả, coi gắn đầy nhất cái năm. Tại vì tính không có quay video mà ông xã nên nói đó, năm nay quay đi tại vì nhiều khi sang năm á là hai đứa này nó nhiều khi nó thích ra riêng là nó ra riêng. Năm nay có bà ngoại nè, năm nay gắn cây Noel có bà ngoại cho nên làm lưu lại luôn, chứ là gần Noel sắp tới nơi rồi. Cái năm nay Linh gắn cái Noel là rất là trễ luôn á. Còn có vài ngày nữa là tới rồi. Phụ đi.
xã lên nói thôi em quay video tại em đâu biết năm sau là có đầy đủ tất cả mọi người không, thì có đứa có khi nó ra riêng, nó thích ra riêng thì ra riêng, còn nãng ra nó có bà ngoại thì quay luôn chứ lưu lại. Chứ Linh làm từ sáng giờ mệt mài luôn á. Yeah, hang the good ones at the front. Well, oh, actually, and hang them all around. Here, look, there's Bum Bum. Tính nào tính nào năm nay mua cây thông Noel mới rồi đó, nhưng mà cũng bận quá. Nào. It's meant to do this out. Tính là mua cây thông mới rồi nhưng mà không có thời gian. Tính làm bận quá rồi, ông xã lên đi làm về cũng trễ, sát ngày Noel luôn rồi, cho nên là không có thời gian mua. Cái cây này cả chục năm mà nó gắn nghĩ kén luôn. Con xài được mà. Xài được nhưng mà nó chán. Nó tại vì cái này nó nằm ở trong, không có thấy ở ngoài đâu mà. Nó nằm ở trong không à, còn cái ngoài là cái trang chơi, cái trang trí ở ngoài thôi. Cái này mình mua được, cái này mình mua mấy cái đồ trang trí này. Mình thâu dây này. Hello Santa. Hello Santa Daddy. Hello Santa Butt. Hello Santa Daddy. Where's Ethan? Ethan here. What you put on for me, hang on. Gắn cái này lên trên đầu. Đeo mắt kiến vô. Lay em look, lay em look. Look at that. Cho Yến Anh nó cười chứ gì đó. Nè Yến Anh coi ngoại nè Yến Anh ơi. Yến Anh đâu? Nè quay vô đây cho nó ngó nó coi. Mở nó chưa? Không có quay video, móc lên nó coi. I'm putting all of our next. Put them out. Yeah. Ethan. Oh, me. Ho, daddy. It's ho, daddy. I remember Liam said. It's me. Say, ho, daddy. Ho. Mommy, look at this. Who's I this made one? This. Who made this one? Sophia. Liam. Oh. Yeah. Sure. What's that one? But look at this one I made. I made this one myself. Why don't you bring Christmas present this year? Where's the music? Our video can't have music. What are you saying? This year you don't bring Christmas present, huh? I have. Oh, mommy, remember I told you I got a surprise on Christmas that I'll only show you? Okay. Yeah, I have it. It's very fragile. I got you two. But you gotta share okay. with daddy or I was making you my bedroom before. Okay. No, I used to look. Oh, no, up here. Yeah, this is gonna be our music. Rocking around. Looking around. Quậy năm nay được ăn mấy em ha. First Christmas of quậy. Mặc gì được rồi? Ai thấy gì đâu? Là đã đây. Ngoại first Christmas. She never had Christmas before.
Oh, she did. We had the Christmas tree up in Vietnam. Yeah, but not like this. Not together with us like this. We're of course. Not everyone. Alvin, Ethan, me. No, but not now or Christmas. When we have Christmas tree, but you're not home then, remember? We were there for one Christmas. Now you left. Christmas? You left. Yeah. No, I remember. We were there. There. The kids had come down and I handed all the presents out. But why not there? Photos of it. Why not there? Do you remember that, Alvin? Yeah. Remember we woke up at 5 in the morning? Yeah. You got a ton of wrestlers. Yeah, I remember that. Anh nói là con nói là này là ngoại nói em của ngoại đầu tiên. Cái ông nói là hồi ở Việt Nam mình có rồi. Nhưng mà con nói đâu có ngoại đó. Có cây ừ đâu có cây video đâu. Sophie nè. I'm a nerd. So why not? Daddy let me do karate. That's pretty loaded. Isn't she hit with all the way we hung. Daddy let me do karate. Liam, oh, parents be like Liam. Liam, parents be Liam. Liam, parents be like. I don't care about parents. Cây Noel gì mà gắn sum tùm tùm luôn ba cái dây gì vậy hả, gắn ôm tùm giờ cái xong rồi ha, cái phải gói quà nữa mệt ghê không. What string? No, okay. Just chuck on the string. Làm ở trên nữa nè. Còn mà còn nhiều lắm nè. What side in the front? What side on the outside? Just leave the Christmas tree in the middle like that, Daddy. Yeah, I'm going to. Look nicer. Nobody's sitting here anyway. See, Ethan, taller than Daddy a lot. I'm like little brother. Little brother. He's still not strong enough to beat his dad yet. Someone's farted on a Happy New Year. That's not nice. I'm just video nice. Daddy and Ethan and you say that. Sách ly ập một tay một. Happy New Year. I can fly. No, no. I said this. That girl's naked. Look at the naked. What I heard from Star Up last year. What do you mean? Ball. I don't want you. I want to put. May. This year you would be in. No, ain't you, yeah. Ain't you. Liam. May. Liam and Mommy. Yeah, no, May. Mommy. Fly. Oh, no, not all of me. Mommy's doing one. I want to do it myself. Come here. You videoing? Uh-huh. You can't be videoing. You can't be videoing. Are we already done? Yeah. I'm there. That's it. Watch your hands in the. It's too cold in my house. It's too cold in my house. Watch the fan when you lift your leg. Stop it, Leon. Yay! Merry Right.